Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một trận tâm ma tuyệt địa tại server S430. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Tuấn Xù Mi. Phải nói là rất đen luôn, trời ta nói trúng vào một cái ô không có một món trang bị nào luôn anh em ạ. Ít nhất cũng phải có một cái phục ma thạch hay một cái kỹ năng 7. Trời ơi, cái này nó trống quơ, trống quắc luôn anh em ơi. Và chúng ta ở đây có được 5 con lính rồi. Và hy vọng là sau khi farm xong 5 con lính này, các thành viên chúng ta sẽ có thêm được một vài món trang bị để có thể tự tin trong giao tranh nha. Rồi. Đó, trời ơi, túi cao luôn. Quá dữ. Trời ơi, phục ma thạch tấn công có đỡ hơn không anh em ạ? Túi sơ luôn. Và anh em thấy là trong bản đồ này chỉ có 26 đội thôi. Và các thành viên chúng ta có lẽ sẽ tiếp tục chuẩn bị di chuyển. Như vậy là sau khi farm xong 5 con lính, chúng ta cũng không tăng được một tí tẹo quân hàm nào anh em ơi. Vẫn quyết định di chuyển. Rồi, dưới này đó chính là một team Tiêu Dao, Nga Mi và Thiên Vương. Đó là team cầm tay anh em ạ. Họ đã bị khống chế rồi, Tiêu Dao đã bật lock. Wow, chúng ta đã kết thúc được hai thành viên và bây giờ chỉ còn một mình Thiên Vương. Anh em thấy là thằng Kiếm đang giữ khoảng cách, Thiên Vương cũng đã bị khống chế và bị kết thúc. Quá tuyệt vời. Một cuộc giao tranh giữa một chiến đội không có quân hàm, một chiến đội đã có quân hàm anh em ạ. Anh em thấy không, trong cái tâm ma tuyệt địa này nó hơi ảo một chút. Mặc dù lực chiến của anh em rất thấp, không có quân hàm, nhưng nếu chúng ta đánh liều lĩnh BK tốt thì chúng ta có được cái ưu thế rất nhiều. Đó là một minh giáo. Như vậy là sau cuộc giao tranh vừa rồi, chúng ta đã có được một số loại trang bị về cho các thành viên của mình. Hiện tại Tàn Kiếm vẫn chưa có quân hàm. Rồi, cẩn thận nha anh em ơi, chúng ta vẫn chưa hồi được các kỹ năng, do đó các thành viên của mình vẫn tiếp tục chờ đợi. Còn boss thủ lĩnh chỉ cách chúng ta một bước chân thôi. Bữa nay có một cái bàn quân hàm tiềm long và với sự hỗ trợ của Huyền Thủy, chúng ta đã kết thúc cái bàn rất nhanh chóng. Cái bàn cắn ngân thân, đây là một cái bàn treo anh em ạ. Rồi, cường hóa bí kiếp trùng thú cưỡi, quá tuyệt vời. Như vậy chúng ta bắt đầu có được những món trang bị đầu tiên, đó là một môn phái Long Uy. Và như vậy Long Uy cũng đã bị kết thúc. Có lẽ Long Uy là môn phái chung team với cái bang. Rồi, lại tiếp tục xuất hiện lính rồi. Và bây giờ anh em có di chuyển về con boss hay không? Cẩn thận nha anh em ơi, chúng ta vẫn còn 16 đội. Các thành viên của mình đang chờ hồi kỹ năng. Đó, tâm ma tuyệt địa anh em thấy không? Cứ việc quýnh từ từ, bình tĩnh thôi là chúng ta sẽ có ưu thế, trừ tình huống mà anh em bị úp lia lịa thôi thì mình mới gọi là đen. Bây giờ chúng ta bật tâm kiếm lên. Có người rồi, đó là một Nga Mi, một cung luôn, một cái bàn anh em à. Wow, Nga Mi đã bị khống chế rồi, cái bàn đang xả rồng vào. Như vậy là Nga Mi đã bị kết thúc, cái bàn tình huống vừa rồi đã không hỗ trợ được cho team của mình. Chúng ta cũng đã kết thúc được cả cung luôn luôn. Quá đẹp. Như vậy chúng ta đã có thêm các loại trang bị ở đây, phục ma thạch, phòng thủ, tấn công các kiểu kìa anh em ạ. Rồi, và anh em thấy là các thành viên của mình đã tăng được quân hàm, đó là ngạo thế hết rồi anh em ạ. Quá ngon lành. Và như vậy là con boss thủ lĩnh thứ hai cũng đã xuất hiện rồi. Con boss thủ lĩnh đầu tiên chúng ta mặc dù có giao tranh với một team khác nhưng mà lại không có đá hồi sinh. Đấy, cái bàn này treo là cái chắc rồi anh em ơi. Vô, xử lý nó. Trời ơi, có thuẫn của Huyền Thủy nhưng mà anh em thấy là cái bàn giọng vẫn rất đau. Bây giờ chúng ta cần phải hồi máu cho các thành viên của mình và tiếp tục di chuyển áp sát về con boss thủ lĩnh. Khá là xa anh em ạ, hiện tại mình chỉ còn có khoảng 55 giây. Mình hy vọng là anh em sẽ di chuyển về kịp lúc. Cùng luôn, trời ơi, phía trên có 3 thành viên nữa, hình như là có cả Thiên Vương ở trên nữa rồi. Cùng luôn đang bị chúng ta khống chế, bắt buộc là Tàn Kiếm phải bắt cùng luôn trước. Bởi vì cùng luôn có khả năng gây nguy hiểm cho Huyền Thủy rất cao. Và anh em thấy là chúng ta đã khống chế và kết thúc được cùng luôn rồi. Hiện tại Minh Giáo đã kết thúc được một và cả hai thành viên luôn em ạ. Phải nói là Minh Giáo một mình cân hai. Trong khi đó Tàn Kiếm Huyền Thủy chúng ta đang cố gắng khống chế cùng luôn. Anh em chú ý nha, trong một trận tâm ma, ví dụ team của mình có các môn phái hệ thủy thì anh em hãy cố gắng chăm sóc các môn phái hệ thổ của team đội bạn trước nha anh em ơi. Việc này nó rất là cấp bách nha anh em. Nếu để môn phái hệ thổ nó được chơi game thì nó rất là dễ kết thúc các môn phái hệ thủy trong team của mình.
Như vậy anh em thấy là con boss thủ lĩnh thứ hai cũng đã có team ăn rồi nha. Và hiện tại chúng ta còn 11 đội chuẩn bị bước tiếp về vòng số 2. Wow, ở trên có team ăn boss rồi. Kèo này có vẻ là hơi căng. Rồi, bây giờ các thành viên của mình tiếp tục di chuyển. Đó, 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 tiêu dao, phong tháp vân cảnh. Trời, tiêu dao không thấy chúng ta rồi anh em ơi. Vẫn tiếc cục máu. Và như vậy là tiêu dao sau khi dính phù của Huyền Thủy đã lên bàn điểm số. Quá đen. Một cái túi cao luôn. Thành ra tâm ma tuyệt địa này khi mà anh em được mở rộng bản đồ như thế này là một cái ưu thế rất lớn. Bởi vì chúng ta có thể có được một cái tầm quan sát rất rộng để chủ động mở combat và khống chế trước team đội bạn anh em ạ. Bây giờ thì ảo tượng xuất hiện rồi và các thành viên của mình chuẩn bị di chuyển về ảo tượng ở ngay phía trên của chúng ta. Rồi, có chấm đỏ sau lưng kìa anh em ạ. Bản đồ nhỏ đã xuất hiện chấm đỏ rồi và hiện tại một thành viên chúng ta bị đóng băng tiếp tục lao vào. Đó là một Nga Mi, một Minh Giáo và một Đoàn Thị. Chúng ta đã kết thúc được Nga Mi với Minh Giáo, Đoàn Thị đang cố gắng chạy. Đoàn Thị đã ẩn thân rồi. Nga Mi, Minh Giáo, Đoàn Thị. Phải nói là anh em BK rất chắc tay khi đối đầu với team đội bạn. Rồi shipper anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đoàn Thị quay trở lại phản kèo. Trời ơi, đặt vòng không đặt vô Minh Giáo mà đặt vô tàn kiếm thì thôi, bé cũng sắp mặt luôn anh em. Tình huống đó Đoàn Thị đã chọn một cái phương pháp quá liều lĩnh. Đâu có thay gì người ta. Ảo tường đã được mở rồi anh em ơi. Và có một team nào đó đã mở ảo tường và họ đã chạy mất tích. Wow, và chúng ta còn 3 đội trong bản đồ tâm ma này. Trận này đánh mặc dù anh em thấy ban đầu chỉ có 26 đội nhưng mà chúng ta giao tranh rất căng. Đây là khu vực boss thủ lĩnh. Tính ra Đoàn Thị nãy chơi lớn anh em. Nếu mà còn tình huống một mình thì có lẽ là mình sẽ chạy đi kiếm phái mình đổi. Và chúng ta lại có giao tranh nữa rồi. Đó là một cái bang, một thiên vương, một Nga Mi. Cái bang lại tiếp tục không hỗ trợ được. Cái bang không bắt tàn kiếm để cho càng tàn kiếm kết thúc Nga Mi nè mà. Trời ơi, mấy bạn chơi cái bang là mình ức chế quá anh em. Cái bang vào giao tranh là thật sự chúng ta bật được cái tuyết điệp lên là mình cứ lao vào các môn phái hay kim hoặc các môn phái báo giấy mình dòng nó trước anh em à. Tình huống đó anh em thấy cái bang đã giãn ra một khoảng cách rất xa để cho thằng kiếm chúng ta đã bắt được Nga Mi. Rồi, bây giờ các thành viên của mình đang di chuyển về con boss thủ lĩnh đầu tiên của vòng số 2 và có lẽ chúng ta sẽ ăn được con boss này bởi vì hiện tại trong bản đồ của mình chỉ còn có 3 đội. Nãy giờ mình thấy có hai tình huống giao tranh với cái bang và cái bang đã bỏ chạy trong khi đối đầu với tàn kiếm. Rất nhanh chóng chúng ta kết thúc được quách thủ lĩnh và sở hữu thêm được một viên đá hồi sinh. Rồi, trận này anh em thấy là tàn kiếm được chơi game rất nhiều, không bị khống chế và được cả Huyền Thủy búp giáp nữa anh em ạ. Đấy, cái bang lại xuất hiện rồi, đó là Thiên Vương chung team với cái bang. Cái bang đã bắt vào Minh Giáo rồi. Cái bang mất rất nhiều máu và cho bắt buộc cái bang phải chạy. Chạy qua bên kia là đường cục anh em ơi. Rồi, Thiên Vương đâu? Thiên Vương đã quay trở lại. Chúng ta lên ngựa đuổi theo Thiên Vương. Thiên Vương đã bị một phát chém đoạn triều lên bài điểm số rồi anh em. Như vậy là hình như là cái bang cũng đã chết hay sao ta? Ủa sao thấy còn có hai đội kìa anh em? Wow. Lúc nãy Thiên Vương đã dính chiêu của Huyền Thủy, không dính chiêu của tàn kiếm. Để xem môn phái còn lại trong bản đồ tâm ma này đó là team nào. Boss thủ lĩnh ngay chừng chúng ta. Dòng đường trên. Dòng đường dưới cũng được. Mình nhìn nhầm, sorry anh em nha. Rồi, bật cái tâm kiếm. Lao vô. Đó, như vậy là cái bang vẫn còn anh em ơi. Cái bang vẫn còn. Như vậy có thể cái team còn lại là một cái team treo hoặc cái team nào đó nó đã lên bài điểm số rồi. Như vậy trận tâm ma này nó trở nên dễ dàng với anh em khá là nhiều bởi vì cả thành viên chúng ta BK cực kỳ chắc tay. Phải nói là rất chắc tay luôn anh em ạ.
trong những pha giao tranh anh em đã phán đoán được đối thủ để chúng ta bắt chết một người nào đó. Tiếp tục kết thúc được một con boss nhưng không có gì cả, chỉ có một cái phục ma thạch tấn công, một bình kim sáng dược. Và bây giờ cái bang chỉ còn một mình, cái bang còn một mình thì bắt buộc phải đổi phái mới có thể cân được team ba này. Môn phái đề xuất cho anh em chỉ có thể là thiên nhẫn thôi anh em ạ. Hoặc là... mà chắc cũng chỉ có thiên nhẫn thôi anh em ơi. Đây, vẫn là cái bang. Lướt một cái nè, đó, huyền thủy đóng băng. Đó, rồi xong, trận tâm ma có thể sẽ kết thúc dặm nhưng mà cái bang đã cắn ẩn thân rồi. Wow, cái bang vẫn chạy được anh em ạ. Quá hay. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiết chết tài nguyên thôi để chuẩn bị bước về vòng cuối cùng. Rồi đổi luôn full huyền thủy anh em cho cái bang hết chạy luôn anh em. Phục ma thạch tấn công cao, chơi tàn kiếm thì mình chơi tấn công nó sẽ bạo hơn, sốc nam hơn. Đó là trường hợp anh em đi team nha. Còn nếu như mình đi một mình đi lẻ thì có lẽ mình xài phục ma thạch phòng thủ để mình sống sót tốt hơn. Trời ơi, ẩn thân quá trời luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta đã gần như là full được các loại trang bị và bây giờ các thành viên của mình vẫn tiếp tục đi kiếm tài nguyên. Và bây giờ để xem là cái bang bên kia sẽ làm được gì với team của chúng ta đây. Đó, túi cao rồi anh em, bây giờ mới có được cái túi cao nè. Nổ, bùm. Rất may cho anh em đó là bình kim sáng dược thật nha. Rồi, vòng số 3 bắt đầu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc săn đuổi cái bang. Không biết là cái bang có đổi phái hay không anh em ơi. Rồi, đi cùng với nhau là chúng ta sẽ sống sót rất dài. Vẫn chưa phát hiện được. Khu trên đóng anh em ạ, khu trên đóng rồi. Ở vòng số 3 này anh em phải chú ý thật nhiều ở cái kênh hệ thống nha. Nó sẽ thông báo cái kênh đóng để chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng mà nói là trên lý thuyết thôi, chứ nhiều anh em về đây chúng ta lo BK chúng ta cũng khó để ý lắm. Cái này thì các thành viên trong team chúng ta phải để ý và bảo ban nhau. Cái bang vẫn đang núp rất kỹ, khu vực bên kia bị đóng rồi anh em ơi. Đó là ôi, và như vậy là cái bang đã lên 7 điểm số. Cái bang có đá hồi sinh. Wow, đây có lẽ là team đã mở ảo tưởng và ăn boss. Cái bang đang cố gắng dồn huyền thủy rất hộ bảo anh em ạ. Huyền thủy vẫn quyết định đánh trả và huyền thủy đã lên 7 điểm số rồi. Như vậy một điểm cho cái bang và chúng ta đã kết thúc trận tâm ma. Như vậy mình cũng đã thấy cái bang tỏ sáng được ở vòng cuối này ở một khoảnh khắc anh em ơi. Và như vậy là trận tâm ma đến đây đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.